Xin kính chào quý phụ huynh và các em khóa sinh thân mến. Để đảm bảo công tác khóa tu mùa hè được diễn ra thuận lợi, cũng như các em khóa sinh có một môi trường sinh hoạt tự lập, lành mạnh và bổ ích, Ban tổ chức khóa tu mùa hè xin lưu ý với các em khóa sinh tham gia khóa tu trong độ tuổi từ lớp 12, đại học và đang đi làm dưới 30 tuổi về một số quy định tại khóa tu mùa hè như sau. A. Quy định về tài sản, đồ dùng khi tham dự khóa tu mùa hè. 1. Các tài sản đồ dùng được mang đến khóa tu. Trong khóa tu mùa hè, nhà chùa đã chuẩn bị các cơ sở vật chất, đồ dùng cho các em khóa sinh như kem đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng tắm giặt. Bên cạnh đó, các em khóa sinh cần mang các đồ dùng cần thiết như 1. Quần áo 2. Bàn chải đánh răng, cốc đánh răng bằng nhựa, khăn mặt 3. Thuốc chữa bệnh, trừ các loại có hộp, vỏ hộp bằng thủy tinh, pha lê và các chất liệu dễ vỡ 4. Các loại kính bệnh về mắt 5. Mũ 6. Khẩu trang 7. Dung dịch vệ sinh, lăn khử mùi. Đối với các em khóa sinh nữ, có thể mang thêm các đồ dùng khác như lược, trừ loại lược có đầu nhọn, dây buộc tóc và băng vệ sinh. 2. Các đồ dùng không được mang vào khóa tu. 1. Các tài sản thiết bị vật dụng có giá trị, nhạc cụ, đồ chơi như tiền, các loại kim quý, điện thoại, máy tính, máy nghe nhạc MP3, MP4, các thiết bị điện tử khác, đồng hồ, đồ trang sức, máy sấy. 2. Hung khí, những vật sắc nhọn có khả năng sát thương, gây nguy hiểm cho người khác, hoặc có thể dùng làm hung khí như dao, kiếm, kéo, lưỡi lam, thắt lưng, dao cạo râu. 3. Đồ dễ vỡ, cốc thủy tinh, ống đựng thuốc bằng thủy tinh, pha lê. 4. Bút bi, sách giáo khoa, sách kỹ năng, vở, sổ, bút. 5. Đồ ăn, thức uống. 6. Các chất kích thích, gây nghiện hoặc có khả năng gây nghiện dưới mọi hình thức như bia, rượu, thuốc lá, thuốc lào, áo phiện, xì ke, ma túy, các chất kích thích gây nghiện khác. 7. Mỹ phẩm, nước hoa như gôm, sáp vuốt tóc, son môi, sữa rửa mặt, kem chống nắng, nước hoa, thuốc, kem dưỡng da và các đồ dùng trang điểm khác. 8. Kính thời trang, chỉ dùng kính có bệnh về mắt và các phụ kiện khác. Và tất cả các đồ dùng khác không nằm trong danh sách đồ dùng quy định được mang vào khóa tu. 3. Các tình huống về tài sản, đồ dùng khi đến khóa tu. Khi đến với khóa tu mùa hè, tại khu vực ghi danh tham gia, ban tổ chức sẽ kiểm tra hành trang của khóa sinh. Trường hợp 1, khóa sinh mang đúng đồ nằm trong quy định của khóa tu, khóa sinh sẽ di chuyển đến khâu tiếp theo để ghi danh và tham gia khóa tu. Trường hợp 2, khóa sinh mang thừa đồ so với quy định của khóa tu. Nếu mong muốn được tiếp tục tham gia khóa tu, khóa sinh cần xử lý các tài sản, đồ dùng đó trước khi vào giai đoạn ghi danh bằng các cách: gửi đồ về đối với những tài sản, đồ dùng có giá trị, đồ vẫn sử dụng lâu dài; hủy đồ đối với những đồ ăn, đồ uống. Khóa sinh có thể chọn các cách phù hợp để đảm bảo không mang các tài sản, đồ dùng nằm ngoài quy định vào khóa tu. Chỉ riêng tiền và điện thoại, khóa sinh có thể gửi lại ban tổ chức để thuận tiện trong việc liên hệ và di chuyển ngay sau khi kết thúc khóa tu. Trường hợp 3, khóa sinh mang thừa đồ so với quy định của khóa tu nhưng không gửi đồ về và cũng không hủy đồ, ban tổ chức sẽ không tiếp nhận khóa sinh tham gia khóa tu. Trong thời gian diễn ra khóa tu, nếu ban tổ chức phát hiện khóa sinh sử dụng các tài sản, đồ dùng nằm ngoài quy định, ban tổ chức sẽ đình chỉ tham gia khóa tu của khóa sinh. Đối với các tài sản, đồ dùng, vật dụng vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ban tổ chức sẽ trình báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định. B. Nội quy khóa tu mùa hè. 1. Luôn cung kính, nghe lời quý thầy, quý sư cô. 2. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các yêu cầu, quy định của ban tổ chức. 3. Vui vẻ, hòa nhã, yêu thương, giúp đỡ bạn bè. 4. Giữ oai nghi lúc đi, đứng, nằm, ngồi. 5. Vâng lời chủ nhiệm, tình nguyện viên, ban tổ chức khóa tu. 6. Không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm dưới đây. Nam nữ tuyệt đối không được ngồi riêng tâm sự, không được qua lại khu vực của nhau, không được có các hành vi đụng chạm, tiếp xúc cơ thể. Không được sử dụng điện thoại di động, MP3, MP4, laptop, iPad và các thiết bị điện tử khác dưới mọi hình thức, xem, nghe, đọc và tuyên truyền các văn hóa phẩm đồ trị. Không uống bia, rượu, hút thuốc lá, thuốc lào, áo phiện, xì ke, ma túy, các chất kích thích gây nghiện khác. Không tổ chức tham gia đánh bạc, lô đề, cá cược hay bất kỳ hoạt động tệ nạn, hoạt động bị pháp luật nghiêm cấm khác. Không tổ chức thực hiện, xúi giục người khác thực hiện các hành vi gây rối, khiêu khích, chửi bới, xúc phạm, đánh nhau hay có hành vi sát thương, gây tổn hại đến thân thể người khác dưới mọi hình thức. Không mang hung khí, những vật sắc nhọn có thể gây sát thương, gây nguy hiểm cho an toàn tính mạng người khác trong suốt quá trình ghi danh, tham gia khóa tu cho đến khi rời khóa tu. Không được tự ý ra khỏi phạm vi đã quy định,
không tự ý rời chùa, tự ý gặp bố mẹ nếu không được phép bằng văn bản của ban tổ chức. Trong trường hợp rời chùa trước khi kết thúc khóa tu, phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định của ban tổ chức. 7. Tuyệt đối chấp hành các thời khóa tu tập. 8. Ăn ngủ sinh hoạt đúng giờ giấc, phải giữ im lặng trong giờ nghỉ, không đùa giỡn, đi lại hay nói chuyện ảnh hưởng đến người khác. 9. Mặc đúng trang phục đã quy định, đồng phục khóa sinh, đầu tóc gọn gàng. 10. Gấp chăn gối gọn gàng và ngay ngắn sau khi thức dậy. 11. Hành lý để đúng nơi quy định. 12. Không được lấy quần áo và đồ dùng của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ. 13. Tuyệt đối không được vay mượn tiền của các tình nguyện viên, khóa sinh khác. 14. Tất cả tài sản như tiền, các vật dụng có giá trị, khóa sinh phải gửi ban tổ chức giữ hộ. Nếu khóa sinh giữ và làm mất thì ban tổ chức không chịu trách nhiệm. 15. Không làm bẩn, đóng đinh, dán giấy lên tường, giữ gìn vệ sinh tại khu vực nghỉ, sinh hoạt và xung quanh khuôn viên chùa. 16. Sử dụng tiết kiệm và đúng hướng dẫn sử dụng các tài sản tam bảo. Nếu vi phạm các quy định cấm, ban tổ chức lập biên bản và cho khóa sinh dừng ngay khóa tu. Đối với các hành vi phạm pháp, khóa sinh tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật. Nếu vi phạm các quy định còn lại, lần thứ nhất, nhắc nhở để rút kinh nghiệm, sửa chữa. Lần thứ hai, khiển trách trước đại chúng. Lần thứ ba, không được tiếp tục tham dự khóa tu. C. Một số lưu ý quan trọng khác. 1. Khóa sinh có các bệnh lý nền dưới đây có trách nhiệm thông báo cho ban tổ chức trước khi đăng ký tham gia khóa tu. 1. Tiền sử hen phế quản, hay gọi là co thắt phế quản. 2. Tiền sử hạ canxi huyết. 3. Tiền sử co giật. 4. Tim bẩm sinh. 5. Trẻ đã từng mắc các bệnh về thận, viêm cầu thận cấp, thận hư. 6. Có tiền sử đã dùng các thuốc về thần kinh. 7. Đang mắc các bệnh lý khác, bắt buộc phải dùng thuốc hàng ngày. 8. Tiền sử dị ứng, đặc biệt có tiền sử dị ứng với thức ăn. 9. Tiền sử bệnh ngoài da. 10. Trên người có vết thương đang điều trị. Trường hợp không thực hiện đúng quy định này, khóa sinh và gia đình tự chịu mọi trách nhiệm về an toàn của khóa sinh. 2. Khóa sinh chuẩn bị đầy đủ hành trang, bao gồm các loại giấy tờ ghi danh được đăng trên các trang truyền thông và đồ dùng cần thiết theo quy định của khóa tu. Kính mong các em khóa sinh chuẩn bị đầy đủ và thực hiện đúng theo quy định, góp phần tạo nên khóa tu mùa hè thành công, viên mãn.